Hello anh chị, đây là cái video sau khi sửa cái nhà này xong ở Washington, tiểu bang Washington nha. À, đây là có những cái hình mà anh chị đã coi cái video trước đó rồi á, nhìn thấy ghê lắm. Đó, đây là cái hình nhà trước khi renovation ở nhà, sau khi sửa là như vậy nè. Những anh chị nào mua nhà cho mướn hoặc cho thuê thì cũng cẩn thận, bởi vì khi người ta vô ở chưa chắc họ giữ nhà mình sạch sẽ đâu nhé. Đây là những người đầu tư, người ta sẽ mua, người ta sẽ sửa chữa lại. Đây là một trong những cái nhà mình đã mua và mình bán cho những người đầu tư, hoặc là người ta có thể chuyển qua thành ở. Sau 2 năm thì người ta làm như vậy. Nếu mà người ta mua mà người ta ở trong vòng 2 năm sau đó, người ta sửa, người ta bán lời. Căn này người ta lời trên dưới khoảng chừng 250 ngàn. Trừ sửa chữa nó cũng khoảng chừng trăm mấy chục ngàn hoặc là mấy chục ngàn, tùy theo họ sửa bao nhiêu ha. Những anh chị nào mà mua sửa chữa lại, đó là cái chiến lược mà có thể độc thân thôi, miễn mỗi 2 năm ở trong nhà, trong vòng 5 năm đó, mà ít nhất phải ở 2 năm thì anh chị có thể bán lời dưới 250 ngàn, anh chị khỏi đóng thuế. Ví dụ căn này người ta mua 250 đi, nhưng mà bán 500 thì lời 250 ngàn, trừ ra tiền giấy tờ hết 100 ngàn đi, sửa chữa nữa thì còn 150 là khỏi đóng thuế. Căn này thật sự là họ đã mua là gần 250 và họ bán được 550. Thì cái tổng cộng số tiền lời trong căn nhà này là khoảng chừng 300 ngàn. Nhưng mà chắc chắn họ sửa chữa cũng như là họ trả tiền giấy tờ là cũng hơn 5-60 ngàn rồi. Thì khoảng chừng 100 mấy chục ngàn hoặc là mấy chục ngàn thì mình biết cái số tiền họ sửa chữa bao nhiêu. Mà nếu họ ở trên 2 năm, trong trường hợp thì họ mua 2000 tháng 3 2022 và bán tháng 5 năm 2024 là trên 24 tháng rồi. Thì nếu mà căn nhà nào bán mà nếu mà theo dạng ở đó thì họ sẽ không cần phải đóng thuế ha. Những anh chị nào muốn biết thêm về kinh doanh, làm ăn, về đầu tư thì có thể liên lạc. Và có những căn nhà mà anh chị không muốn sửa, anh chị muốn bán as is là thấy xong mới dậy, anh chị có thể gọi số 901 503 và 947. Trong công ty đa tỷ mua gặp và đầu tư thì có thể mua hết 50 tự bạc ở khắp mọi nơi, 50 tự bạc. Những anh chị nào muốn vay tiền hoặc là rút tiền ra cũng có thể gọi công ty đa tỷ luôn. Đa tỷ cho vay đầu tư trên 50 tự bạc. Realtor và Loan Officer muốn cộng tác với công ty đa tỷ khắp mọi nơi, liên lạc 901 503 và 947.